mình mang điệu đi theo nhé, điệu bóng ga áp nhắc. Bỏ trứng vô, vô lại đi. Ui. Sao to thế? Sao đảo ướt à? Giao xét ở đường chưa? Đảo đi, đảo đi là vừa. Đánh đâu? Đã canh nhiều chưa? Cái ghế. Sao nó không ra? Nhát quá. Hoa chuối này. Ở nhà là sợ tắc luôn. Hoa chuối này trộn với chanh, muối mì tôm. Đơn giản. Không. Thế có khi nó ấy vậy. Ui trời ngon. Cái gì cả, bị chế biến. Đây này, đây, rau tàu bay nữa đây. Đây. Ui trời. Câu cá cũng được. Giờ là đi bắt ốc. Ốc hình nhiều, to đấy. Thành trái rồi này. Mít meo. Ui, ốc to nhờ. Câu cá cũng được anh em đi bắt ốc. Ốc to này mình sướng này. To đúng không? Nè, con như thế này này. Chặt đi mà ốc mồi mà chắp. Ui, tuần ốc to nè. Cái sợi truyền mấy em nhóc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bài luôn. Đồng này cứ ngon nè. Ừ. Lấy chai. Mình ở nhà ra ăn này.